Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đang xem kênh YouTube của Tú Đó đây. Và hôm nay mình sẽ có một cuộc hành trình đi về Tây Giang. Và Tây Giang có những gì, các bạn hãy theo dõi mình nhé. Chuyến này mình đi sẽ lên đây là đi 2 ngày 1 đêm. Ok, let's go. Anh đang ngay trước cửa, ngay cổng núi Thần Tài, núi gì công viên thôi. Xe máy hay là xe bốn bánh? Em đi xe máy hay xe bốn bánh? Trắng rồi. Có tưởng nhóm đi xe máy chứ. Đúng rồi, đúng rồi. Ủa, rồi mấy người kia đâu? Đây là đi xuống đây hả? Hello. Không biết được. Là hả? Giờ ta đi gì đó. À. À. Mình còn chờ người nữa hả? Hả? Còn chờ người nữa hả? Dạ có hai anh chị. Không biết đường đấy. Hả? Miền Tây. Anh miền Tây à? Hả? Miền Tây mà vô đó ta lay kinh đấy. Đi. Chạy đi anh, đi ra. Bây giờ dẫn đường hả? Đi chung luôn chứ cũng hay, dẫn có map á, cái đường này lên đó có đường đi, con đường thẳng thôi hả? Dạ. Vậy mình đi tạm tạm đi ha. Ok các bạn ơi, mà có mưa đi
Mưa lớn dữ luôn á. A few moments later. Đường ở đây nó còn thấy các bạn thấy cái đường này như vậy á, nó còn đỡ nha. Còn đường lên nó chỗ kia nữa, còn xấu nữa. Hai người á, tại dốc nhiều quá đó. Muốn được lại cởi áo không? Đi thẳng mà, chưa tới mà. Thẳng hay xa lắm.
Chào đi, mời anh em vô ăn cháo. Chào đi. Có ngài nói là không có quay, không có kênh thì đưa kênh mua subscribe. Cái nào mình về mình coi, mình lái, mình cắt khúc của mình lên ra nhé. Không có kênh, cứ ăn tự nhiên đi, chứ nghe nói tên như tên nghe trên YouTube ăn từ từ nhẹ nhẹ lại. Ủa đâu hết rồi, còn mấy người nó đâu vậy? Mấy người nó không biết nữa. Xin ơi. À, đó thay đồ. Đồ có cái muối rồi con, muối qua giữa đi nè. Dạ, 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 dạ. Đi có cầm cái mà có nghe hết cầm ông luôn, đau lưng nữa, đau lưng bằng buộc cái đó, buộc cái túi làm sao đó đỡ lắm á, đi ngồi giữa. Em lấy cái miếng mới thì mình thôi. Còn tối nay là mình dùng cái này mình uống đúng không? Được. Mấy cái cà tím đó hả? To lắm. Quá nhiều luôn lắm, quá trời lỏng luôn rồi đó, nhiều lấy. Ở nâu. Sướng lắm. Được. Suy nghĩ như vậy. Được ngồi ở đằng sau chụp hình cái ngắm cảnh. Còn mình lái xe mình phải lo nhìn đường không phải không? Không, em nghĩ là cầm điện thoại ra sửa nó, là cũng thắng kiểu như là mưa gió đó. Không cay khỏe nè. Tự nhiên trời có cái cây y, em nghĩ. Bạn sao lạnh đó? Sợ hết chuyện. Chỉ đi mà đi vào lời ra thôi chứ. Vậy là thôi, vậy đó kể đi. Wow, kể đi. Ôi được luôn á. Mưa đi cậu. Rồi xuống. Bơi được sâu mà. Mà quăng lưới này, quăng phất. Đây này không? Có cá không ấy trong này? Có chứ. Có được thôi chứ có nè anh. Chào. Là... Bên kia mà có bắp rồi, tối lội qua bẻ với cái bắp về nướng. Nghe này. Vô. Có cây này lề đó, YouTube được. Đồ nữa. Ok. Đỉnh. Tốt. Để bằng là đây nè. Sao nó tối á. Mình xin kiếm mình nói sao chứ. Hồi hôm qua đó mình mới đi kiếm mình hỏi nhưng mà không thấy. Hôm nay mình mới thấy mình hỏi lại cho mình nữa. Đây là qua 7 giờ tối mình đi kiếm mà nhìn qua nó không thấy ai hết. Nhìn qua không thấy ai hết chứ. Chắc là tại điện tốt quá. Thì đó. Có nhiêu tiền? Đúng rồi nhưng mà mát không? Đi xuống sớm chút. Đi khoảng 2 giờ. 11 hay là 11 giờ đi tại. Mình có mấy cái chỗ mình ngừng lại mình chụp hình này nọ. Đi sớm đi. Đi bình thường á. Là em đi cỡ tầm 10 giờ 10 nữa làm đi rồi. Hợp lý giờ nó nói vậy là hợp lý. Đúng rồi, đồ cá. Thì đó. Sao không, mình không đi cái kiểu như nó hợp lý hơn tự nhiên mua cái đầu gì. Chúng này nắng lên đây 3 giờ làm gì? Nếu không mà 10 giờ đi mà lên đây 1-2 giờ thì nắng chết. 3 giờ lên đây làm gì? Nắng thôi. Có nhiều chỗ đi chứ. Không nhưng mà chắc bữa sau thì chắc nữa đi. Bên đây cũng có mấy cái làng truyền thống người cơ tu á. Mà... Bà cô đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, em một trái nước suối luôn. Đây có trái đó. Suối. Suối này đây làm sao lấy nó xuống luôn. Trong cái dao đó thì. Kiểu
Wow. Sườn ướp xả nướng không khuất lừa chứ. Quá thơm. Thấy mấy còn sống, còn sống. Thế là hồi chiều anh thấy trong cái thùng xốp nó có mắm muối không? Nó còn sống kìa. Nó nhảy. Hình như cũng có rồi, mấy đứa làm quên nữa. Tôi lên làm mớ cho rồi. Làm gì đó, làm gì đó. Đèn. Ờ, treo cái đèn. Cái đèn đó. Chỗ này thấy cái suối chứ. À. Wow, đầu tư thiệt luôn á chứ. Bố ông em lỡ gan suối qua đây bắt cái đèn để cho ngắm được cái suối thôi. Ở đây là khung cảnh tối của mọi người ở đây các bạn đó. Anh đây là anh Má Xanh, là anh chủ, anh leader. Quay được chưa? Vì em có người tươi thật tươi trông như không có gì dù đau đớn. Em một mình học hoàng em dâu thích trông gì. Cả thế giới em dành lên cho người ta hò chán chán trông. Ngồi ba mươi mình bờ vai bên bờ vai dịu dàng ngỡ ngàng cùng anh chiều xa.